Dạ em xin chào anh Đăng. Thể theo yêu cầu của anh là anh hỏi em mấy cây trang tàu Thái Lai và vì trời mới vừa mưa lụt quả rồi, trời mới vừa tạnh luôn á. Giờ em quay review sơ lược cho anh xem nha. Lại mấy anh tàu về. Lại mấy anh tàu về. Tàu vàng dưới tàu đỏ luôn. Anh chắc thích màu vàng rồi. Mấy anh này thì anh 2-3 tuổi hết trơn rồi anh. Mà cái chỗ thoát thân á, anh cũng một cốt rồi. Ấn gốc lên á anh, anh cũng một cốt. Một cốt hết. Tàu vàng, cái màu ảnh lên vàng cũng đẹp lắm anh. Cái này mà mình nuôi nó lớn á, thẳng cốt lên á, mình bán cái gốc cũng im lắm. Nhiều khách mua bên em á, mấy chị nói mua mấy anh tàu Thái Lai vàng với đỏ này nè, mấy chị chồng xuống đợi cái gốc lớn cỡ 5 hôm mấy chị bán từ giá 500 trở lên là chị mới bán. Chồng xuống đất nuôi anh. Đi xe lượt cho anh xem ạ. Trên ảnh 2-3 tuổi rồi. Mưa mới vừa xong. Trên ảnh có bông. Anh đang có dàn pháp chưa ta? Anh này dàn pháp nè. Dàn pháp thì cái màu ảnh tươi tươi hơn. Để cánh thì to hơn tàu vàng này một chút, nó có màu tươi hơn nè, vàng pháp á. Cái lá ảnh nó thì to hơn, gân guốc hơn. Pháp giá nắng cũng kém ánh sáng. Rồi anh chọn giúp em nha, có gì phản hồi.